Abhigya Anand, người được mệnh danh là thần đồng tiên tri Ấn Độ, cũng là người từng có những lời tiên tri gây sốc từ suốt giai đoạn trước đại dịch COVID-19 đến nay. Dựa trên nghiên cứu về chiêm tinh, nhà tiên tri Anand đã liên tục đưa ra những dự đoán về vận mệnh thế giới trong tương lai. Mới đây, trong video ngày 3 tháng 6, thần đồng tiên tri Ấn Độ đã tiên đoán các sự kiện sẽ xảy ra trong thời gian tới, bao gồm vì vậy, người dân nơi đây phải sống theo các tiêu chuẩn mà thần đặt ra và thần không thích bạo lực. Bởi vì ảnh hưởng văn hóa từ các quốc gia khác nên người dân ở Kerala đã xem thịt bò là một phần thức ăn. Nhưng đã đến lúc chúng ta quay trở lại nền văn hóa của chính mình. Vậy liệu những gì Anand đoán có chính xác hay không? Nếu thực sự những thảm họa đó xảy ra thì con người nên làm gì để khắc phục? Mời quý vị cùng theo dõi. Tiên tri mới nhất của Anand, nguy cơ vỡ đập, sát sinh tạo nghiệp lực to lớn dẫn đến tai ương. Thảm họa vỡ đập, Anand nói rằng Ấn Độ sẽ có những cơn mưa dữ dội và địa chấn xảy ra ở nhiều nơi. Điều này sẽ làm hỏng các con đập. Đặc biệt nhấn mạnh đến con đập Mulaparriya Dam ở bang Kerala, Ấn Độ. Đồng thời Anand khuyên các nhà chức trách nên quan tâm đến sự an toàn của con đập, kiểm tra các chỉ số kỹ thuật để xem thử nó có còn an toàn hay không. Anand dẫn chứng về con đập bị vỡ mang tên Thánh Francis ở Mỹ. Đây là con đập nằm ở bang California. Nó bị vỡ vào ngày 12 tháng 3 năm 1928. Thảm họa này được xem là một trong những sự cố công trình dân dụng tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Một số vết nứt và rò rỉ đã được quan sát thấy trong đập và các trụ của nó. Nhưng người giám sát Mulholland đã bác bỏ những điều này và cho rằng nó là bình thường. Tuy nhiên, không lâu sau, bức tường bê tông khổng lồ của con đập đã sụp đổ, khiến hàng tỷ gallon nước đổ xuống. Trận lụt sau đó đã giết chết vô số người và cuốn trôi hàng ngàn mẫu đất màu mỡ cùng hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Anand nói, đây là bài học kinh nghiệm cho mọi người. Mặc dù các nhà chức trách đã sử dụng các mô hình kỹ thuật hoặc công thức toán học để phân tích về sự an toàn của con đập, nhưng đã thất bại và tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Học hỏi kinh nghiệm của các nhà hiền triết cổ đại, Anand nhấn mạnh video này không phải để hù dọa mọi người mà mang tính cảnh báo vì sự việc này rất quan trọng và ảnh hưởng đến nhiều người. Cậu chỉ ra rằng các thảm họa do thời tiết cực đoan gây ra là một hiện tượng không thể tiên đoán đối với nhân loại nói chung, nhưng điều này đã xuất hiện hàng ngàn năm qua. Mặc dù trong một thời gian dài nó không xuất hiện, nhưng gần đây các thảm họa thời tiết dường như quay trở lại. Anand tiết lộ rằng điều này mang tính chu kỳ và nếu nghĩ rằng chúng ngẫu nhiên xuất hiện thì thật ngốc nghếch. Cậu nói, chúng ta phải hiểu rằng chu kỳ của tự nhiên chi phối tất cả, nó có vòng tuần hoàn và mọi thứ diễn ra theo một trình tự sắp đặt trước. Có một lý thuyết cổ xưa cho rằng mọi sự đều tuân theo luật chu kỳ. Thật ra, điều này rất rõ ràng, hãy nhìn vào sự thay đổi của ngày và đêm. Đời người cũng thế, bắt đầu từ khi sinh ra lớn lên rồi già yếu và chết đi. Nếu nhìn rộng hơn nữa, sự phát triển của quốc gia cũng như thế, được khai lập, phát triển lớn mạnh rồi suy thoái và cuối cùng là diệt vong. Thường vào cuối chu kỳ, thế giới sẽ trải qua những thảm họa rất lớn. Các tai ương thiên nhiên sẽ gia tăng mỗi ngày một mạnh. Lúc đầu thiên tai sẽ xảy ra ở một vài nơi, nhưng về sau sẽ xảy ra ở khắp nơi. Dù xã hội có văn minh đến đâu, dù con người có khôn ngoan đến mấy, hay có chuẩn bị kỹ càng thế nào, họ cũng không thể chống lại những thiên tai này được. Và nếu chúng ta không học được bài học từ quá khứ, thì phải học đi học lại những bài học này. Khi thảm họa thiên tai giáng xuống theo chu kỳ, vậy con người chúng ta có ngăn chặn được các thảm họa này không? Nguyên nhân của mọi thảm họa, Anand chỉ ra rằng những tai họa mà nhân loại đang hứng chịu là do nghiệp lực của bản thân con người tự tạo ra. Nếu không nhận ra sai lầm của mình mà cùng nhau sửa chữa, thì dù làm gì cũng không thể thay đổi được cục diện. Cụ thể, cậu nói, những thứ khác nhau đang làm ảnh hưởng đến thế giới ngày nay, chẳng hạn như mọi người đều ra sức ngăn chặn đại dịch, nhưng vẫn có những cái chết trên toàn thế giới. Tất cả là vì nghiệp lực của chúng ta. Nó không phải là một sự ngẫu nhiên, không có sự kiện nào xảy ra trên thế giới là ngẫu nhiên cả. Nó là do nghiệp, là bởi vì chúng ta đã gây ra. Vậy nên,
chúng ta không thể trốn thoát. Khi đã làm một việc gì đó thì sẽ có quả báo và không cách nào có thể thoát được. Thật ra, các tôn giáo xưa nay cũng chỉ ra rằng mỗi quốc gia đều có nghiệp quả riêng của mình. Những người được sinh ra hay sống trong cùng một quốc gia đều có mối liên hệ với nhau hay cùng chung một cộng nghiệp. Mọi người đều phải chịu trách nhiệm cũng như hậu quả cho việc làm của mình. Nghiệp quả quốc gia rất phức tạp và khó giải thích vì có nhiều nguyên nhân, tốt cũng như xấu. Quốc gia nào cũng có đủ mọi loại người với các hành động khác nhau. Có người xây dựng, có người phá hoại, có người tốt, có người xấu. Do đó, dù đã gieo nhân nhưng đôi khi quả không đến ngay mà tiềm ẩn một thời gian, nên nhiều người không tin vào luật nhân quả. Tuy nhiên, đã gây ra nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả vì luật nhân quả không bao giờ sai. Anan nói rằng nếu muốn thay đổi cục diện trên phạm vi lớn thì con người phải cùng nhau thay đổi, quay lại các giá trị truyền thống, trở nên từ bi và bác ái hơn với mọi người, động vật và với thiên nhiên. Sát sinh mang đến tội nghiệp to lớn. Quay trở lại tiên tri vỡ đập ở bang Kerala, Ấn Độ, Anan cho rằng điều này là do nghiệp. Kerala là bang thường xuyên tổ chức giết mổ động vật, đặc biệt là bò, và đây là lý do chính khiến vùng đất nơi đây u tối, bị nghiệp lực bao vây và sẽ dẫn đến tai họa trong tương lai. Anan nói rằng đây là vùng đất của thần, vì vậy người dân nơi đây phải sống theo các tiêu chuẩn mà thần đặt ra và thần không được phép bạo lực. Cậu nói, đã đến lúc chúng ta quay trở lại nền văn hóa của chính mình. Anan cho rằng việc sát sinh là rất độc ác, nguy hiểm, và nếu điều này tiếp tục thì chắc chắn con người sẽ bị ảnh hưởng không chỉ một thảm họa mà là nhiều thảm họa nữa trong những tháng tới. Cậu nói, chúng ta cần thể hiện rằng chúng ta là một nền văn minh của nhân loại chứ không phải là những con thú đang cố gắng tiêu diệt cuộc sống của những sinh vật khác. Anan nhấn mạnh, khoa học đã chứng minh được rằng động vật càng bị giết mổ nhiều thì sẽ sinh ra một thứ gọi là sóng đau và điều đó sẽ ảnh hưởng đến địa chấn trong khu vực. Vậy nên, càng có nhiều người giết động vật thì càng có nhiều động đất. Ví dụ ở Nepal, có một lễ hội tôn giáo mà hàng vạn động vật đã bị giết để tế thần. Có thể nói đây là lễ hội đẫm máu nhất trên thế giới. Hàng nghìn con vật bị chém lìa đầu để hiến tế. Mỗi khi lễ hội này được tổ chức thì sẽ có một số thảm họa xảy ra với Nepal. Đó là một điều mà chúng ta đều có thể tra cứu thấy. Thần đồng cho biết vào năm 2014, họ cũng đã làm buổi lễ này. Theo đó, rất nhiều động vật đã bị tàn sát. Nỗi đau mà chúng phải chịu sẽ giáng lên thân những người hành ác. Chỉ khoảng 6 đến 7 tháng sau, nơi đây đã xảy ra trận động đất cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người. Vô số tài sản bị phá hủy. Sau đó, các nhà khoa học vào cuộc đã phân tích điều này, cuối cùng đưa ra lý thuyết rằng hành động bạo lực và tàn sát động vật đã gây ra tác động này. Anan cho rằng giữa chúng có một mối liên kết rất mạnh. Anan khuyên chúng ta nên tra cứu thông tin này và nói, ngoài ra tôi còn chắc chắn rằng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa việc giết mổ động vật và sự đau khổ của con người. Tôi không có ý nói đây là nguyên do thứ nhất, tất nhiên nó còn có một lý do khác, nhưng hoạt động giết mổ này đóng vai trò không nhỏ. Cậu nói thêm rằng các quốc gia được gọi là đã phát triển cũng sẽ sớm phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Hãy quay về truyền thống sống tử tế với mọi người, động vật và thiên nhiên. Cuốn sách nổi tiếng Muôn Kiếp Nhân Sinh đã đưa ra một luận điểm chấn động rằng dịch bệnh cũng do chính con người gây ra. Tại sao khi con người tàn sát, giết hại loài vật thì những con thú này phản ứng như thế nào? Hiển nhiên, chúng không thể chống trả lại bằng cơ thể của loài thú, nhưng chúng có thể trở thành hàng triệu con vi trùng hay virus gây ra dịch bệnh, khi đó con người không thể phản ứng gì được. Hiển nhiên, nếu con người ăn thịt loài vật, thì sau đó loài vật sẽ ăn thịt lại con người. Khi con người tìm sự khoái lạc qua việc giết hại thú rừng và ăn thịt chúng, thì những con vi trùng, virus cũng sẽ tan phá thân thể con người, và cái vòng thù oán này sẽ tiếp tục không bao giờ chấm dứt. Nếu hiểu được luật chu kỳ và nhân quả thì sẽ thấy mọi sự thay đổi chuyển hóa không ngừng. Về điều này, Anan giải thích rằng hòa bình không chỉ là sự hài hòa giữa con người với nhau mà còn liên quan đến việc đối xử tốt với các loài động vật. Đồng thời, con người cũng nên tránh tra tấn động vật, nếu không mẹ thiên nhiên sẽ giáng tội xuống nhân loại và chúng ta đã thấy điều đó.
cậu khuyên mọi người nên dừng lại những điều tiêu cực bằng cách tránh gây hại cho mẹ thiên nhiên, tránh giết động vật, đồng thời chúng ta cũng phải giáo dục cho các thế hệ trẻ để chúng tránh sát sinh. Annan nói, sự việc này hữu ích đối với trái đất, nếu không thì chúng ta trong quá trình phá hủy thiên nhiên cũng sẽ tự tiêu diệt chính mình. Mọi người đều có sức mạnh, số phận chỉ đóng 50% của những gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai. 50% còn lại chính là nghiệp. Nghiệp lực có tác động rất lớn đối với tương lai của mỗi người. Cụ thể, Annan nói, những việc mà chúng ta đã làm sẽ phản ánh ngược lại. Nó ảnh hưởng đến từng giây, từng phút, từng giờ trong cuộc đời của mỗi con người ở tương lai. Đó là kết quả của những việc mà chúng ta đã làm ở quá khứ và hiện tại. Nếu một cộng đồng bắt đầu cùng nhau thay đổi, tôi chắc chắn bạn sẽ thấy cải biến tích cực. Bạn sẽ bắt đầu thể nghiệm được nó trong tâm trí của bản thân mình, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm thấy tâm tình hài hòa hơn. Cuối video, Annan một lần nữa nhắn nhủ mọi người hãy quay lại các giá trị truyền thống tốt đẹp, sống tử tế, nhân hậu, đối xử tốt với tất cả mọi người, tới động vật và thiên nhiên. Cậu nhấn mạnh đây là điều hết sức quan trọng cho sự sống còn của nhân loại. Ngũ hành vận hành bất thường, tai họa nối tiếp, thần đồng Annan dự đoán ngày 10 tháng 12 là thời điểm sinh tử. Trong cuộc đối thoại mới nhất giữa cao nhân tu luyện đắc đạo và thần tai họa, thần đã cảnh báo tình hình bất ổn trên thế giới. Thần đồng Ấn Độ một lần nữa chỉ ra giải pháp duy nhất cho nhân loại là nhận thức thân thể con người ở góc độ cao hơn và từ y học cổ truyền. Nhưng điều cao nhân nhìn thấy, gần đây trên mạng xã hội, vị cao nhân này đã tiết lộ rằng trong khi nhập định, ông đã nhiều lần có những cuộc trò chuyện đáng kinh ngạc với thần tai họa. Ông nói rằng, theo thuyết âm dương ngũ hành của đạo gia, ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tạo thành vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Vạn sự vạn vật đều có các thuộc tính tương ứng với ngũ hành. Ngũ hành vận hành theo thứ tự thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa. Nếu bộ phận nào xuất hiện vận động bất thường thì sẽ xảy ra những tai họa tương ứng. Từ mùa hè năm 2020, vị cao nhân này đã nhìn thấy bánh xe ngũ hành ở không gian khác. Trong một không gian sâu, nó chạy qua vô số không gian và bao trùm tam giới. Ông còn nhìn thấy bánh xe ngũ hành đang đảo ngược mạnh mẽ. Mỗi bánh xe kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều đảo chiều. Thứ tự bánh xe đan xen ở bên trong cũng đang đảo ngược. Đồng thời cả trình tự bánh xe bên ngoài cũng đồng thời đảo ngược. Bánh xe ngũ hành kéo theo ngọn lửa dài mạnh mẽ, mang theo sự bất ổn và sát khí. Điều này đối ứng với thảm họa chưa từng có trên thế giới. Người này nói rằng ông rất bất an sau khi nhìn thấy ngũ hành đảo ngược và ngọn lửa của bánh xe. Ông quyết định sử dụng công năng của mình để tiến lên trước và muốn xem bánh xe ngũ hành vận chuyển như thế nào vào thời thịnh thế. Ông khóa định vào thời kỳ lịch sử năm Trinh Quán, muốn xem ngũ hành hoạt động như thế nào vào thời thịnh vượng đó. Vì vậy, ông đã dùng công năng để mở ra các hình ảnh bị niêm phong. Ông thấy bánh xe của ngũ hành lúc đó đang quay hài hòa, năm vòng lửa tròn điều hòa và vòng tròn mềm mại xuất hiện là thể hiện của điềm lành. Vòng lửa biến hóa ra các điềm lành như biểu tượng, như ý, trái đào, linh chi, kỳ lân, phượng hoàng, v.v. Lúc bấy giờ, tại nhân gian quốc thái dân an, tác phong của quan lại trong sạch, bách tính an vui, xã hội an định. Vị cao nhân này trong đả tọa, lúc thì nhìn thấy con rồng phun nước mạnh mẽ, tương ứng với lũ lụt ở nhân gian. Lúc thì ông thấy rồng lửa xuất hiện ẩn sau đám mây. Tại nhân gian, hỏa long với đuôi tương ứng với hỏa hoạn xảy ra. Đám cháy ở Serbia là do hỏa long với đuôi gây ra. Phía sau hỏa long là ngự long sứ quân đang thi hành thiên mệnh. Vào giữa tháng 5 năm 2021, vị tu hành này lại một lần nữa gặp thần tai họa. Vị thần nói, đại thụ bật rễ, bùn cát chảy hết. Hai ngày sau, thần tai họa nói, các tai họa đồng thời xảy ra. Ngày 17 tháng 7, ông lại thấy thần tai họa. Vị thần này nói, ngũ hành di chuyển bất thường, tai họa liên tiếp. Trong lúc thiền định vào ngày 22 tháng 7, vị cao nhân nhìn thấy những thi thể bị ngập trong nước trên đường phố, còn thấy một cuốn sổ hạ xuống. Bằng trực giác, ông biết đó là sổ tử vong và sử dụng công năng để lật các trang ra xem. Cuốn sổ rất dày, nhìn một cái là biết trên đó để tên người chết, rất nhiều các gia đình xuất hiện trên đó. Ở âm gian, mất 3 tháng để thực hiện cuốn sổ này, nó bắt đầu tiến hành ngay sau lễ thanh minh.
Sau đó, ông thấy một vị thần cầm cuốn sổ và quay đầu lại nói rằng, chúng tôi vẫn phải làm một cuốn sổ lớn. Thần giới và âm giới không thể nghỉ ngơi, nhưng gì ông thấy chỉ là một phần. Tiên tri vào lời khuyên của thần đồng Ấn Độ Anan. Hiện nay đại nạn, ngũ hành khắc chế, dịch bệnh dẫn tới phong thành, phong lộ. Người dân lầm than, làm thế nào để mọi người sống sót trong khi không thể dựa hoàn toàn vào vaccine? Thần đồng Ấn Độ Anan tin tưởng điều quan trọng nhất là các y thuật cổ truyền và thảo dược. Chúng có thể giúp tăng cao khả năng miễn dịch của con người. Đồng thời, đây cũng là giải pháp cho tình trạng khủng hoảng hiện nay và là biện pháp y học bổ sung của con người trong vài năm khó khăn tới. Trong hai lần tiên tri mới nhất, Anan đặc biệt nhấn mạnh đến y học truyền thống. Cậu cho rằng chúng ta nên chống virus từ quan điểm của y học cổ truyền và một lần nữa nhắc đến các nước như Ấn Độ, Đông Phi, Trung Quốc, Việt Nam, v.v. vốn là những nước từ xa xưa tới nay đã có kinh nghiệm và kế thừa khả năng kháng bệnh rất tốt. Đây là những cách thực sự để chống lại virus từ góc độ lâu dài. Anan nói rằng chúng ta có thể thấy rất nhiều quốc gia đang phải đối mặt với một làn sóng dịch bệnh mới. Cậu cho biết mùa đông sẽ tồi tệ hơn, đặc biệt là đến đầu ngày 10 tháng 12. Ở đây Anan đã đề cập đến một thời điểm, ngày 10 tháng 12. Điều này có vẻ như cậu đã đưa ra mốc thời gian cho thảm họa tiếp theo. Anan sau đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các loại thảo mộc Ayurveda và tác dụng kháng virus của chúng. Cậu nhấn mạnh và đề nghị một số loại thảo mộc như mật hoa, nghệ, rau thơm, ngưu hoàng. Những loại này rất lợi hại và là những loại thảo mộc kháng virus rất mạnh, rất hữu ích cho tất cả các bệnh nhiễm virus, giúp giảm tỷ lệ tử vong và thúc đẩy phục hồi nhanh chóng. Anan cũng nói rằng cậu đã được tiêm chủng khi còn 3 hoặc 4 tuổi và đã bị tác dụng phụ khiến ảnh hưởng khả năng nói của cậu. Thậm chí phải mất từ 20 đến 30 giây để nói ra tên của mình. Và vì điều này, cậu bị mọi người chế nhạo. Sau đó, cậu đã phục hồi nhờ được mẹ chăm sóc và kiên trì dùng thảo dược. Anan cũng nói về ánh sáng mặt trời, thoáng khí và gần gũi với thiên nhiên. Cậu nói rằng, hãy thử hỏi bản thân chúng ta đã bao lâu rồi không đi chân trần trên cỏ. Giáo sư Đông Y Khúc Lê Mẫn của Trung Quốc từng nói rằng, có 3 loại thuốc bí mật trong cuộc sống. Năng lượng do mặt trời ban tặng, giấc ngủ vào ban đêm, gia trì và tình cảm gia đình hòa thuận nuôi dưỡng. Anan nhấn mạnh rằng, ở tất cả các nơi trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác sử dụng phương pháp truyền thống, Ayurveda đã mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Khái niệm Ayurveda và Đông Y. Hệ thống y học ở Ấn Độ bao gồm y học Ayurveda và y học Shipra. Nó đã được sử dụng trong vô số gia đình truyền thống của Ấn Độ. Trong hơn 5.000 năm qua, Ayurveda được mệnh danh là mẹ của y học. Từ văn bản thời kỳ đầu có thể thấy, các bác sĩ Ayurveda đã có những hiểu biết sâu sắc về các đặc tính y học mạnh mẽ của thực vật, cũng hiểu rất rõ về hoạt động của cơ thể. Từ xưa đến nay, tầm quan trọng của chế độ ăn uống và tinh thần luôn được nhấn mạnh. Bóng dáng của Ayurveda cũng có thể được nhìn thấy trong Đông Y. Tất nhiên, Đông Y không chỉ là thuốc bắc, mà ngoài ra còn có các phương pháp thông kinh lạc, châm cứu, xoa bóp, là một hệ thống sâu hơn. Và liệu pháp tự nhiên kỳ diệu không có tác dụng phụ của Đông Y ngày càng được quan tâm và đón nhận nhiều hơn trong xã hội phương Tây trong những năm gần đây. Đông Y là một hệ thống điều trị và chăm sóc sức khỏe hoàn toàn khác với y học phương Tây hiện đại và kỳ diệu nhất là các kinh mạch và huyệt vị của Đông Y. Đông Y cho rằng cơ thể con người chứa đầy các mạch lạc và các cơ quan để tạo thành một hệ thống kinh mạch trên toàn cơ thể. Các kinh mạch là kênh lưu thông và luân chuyển năng lượng bên trong của con người, khí. Khí là năng lượng vũ trụ của cao duy độ, chiều không gian cao, không phải là không khí mà chúng ta biết. Ngoài ra còn có các huyệt vị khắp các mạch. Huyệt vị là những nút quan trọng, cũng là cửa chạm quan trọng trong mạch của cơ thể con người. Nó kiểm soát lưu thông năng lượng ra vào mạch lạc. Cơ thể con người sẽ khỏe mạnh khi sự lưu thông của các mạch trong cơ thể không bị cản trở. Khi các kinh mạch bị tắc hoặc đứt, cơ thể con người sẽ bị bệnh hoặc chết. Khi cơ thể con người bị bệnh, Đông Y có thể sử dụng phương pháp xoa bóp châm cứu và dùng thuốc thảo dược kích thích các huyệt đạo tương ứng để mở ra các mạch tương ứng, khiến năng lượng lưu thông trơn tru và phục hồi sức khỏe cho cơ thể con người. Làm thế nào mà người xưa đã nhận ra điều này từ hàng ngàn năm trước? Khoa học hiện đại đều không nhận thức ra được kinh lạc, huyệt vị và không khám phá ra được những công hiệu kỳ diệu của chúng.
Trên thực tế, văn hóa truyền thống với duy độ cao, không gian cao tầng không bắt nguồn từ con người chúng ta, mà nó từng được các sinh mệnh cao duy độ, sinh mệnh cao tầng truyền thụ lại cho nhân loại từ thời xa xưa. Trong các tôn giáo, thường nói rằng các vị thần mô phỏng theo hình dáng của mình để tạo ra con người. Con người ban đầu có nguồn gốc từ thời gian và không gian cao duy độ. Sau khi dần dần rơi chậm, nó rơi vào chiều thời không thấp nhất của vũ trụ, chính là không gian và thời gian tam giới này. Cuối cùng đã bị mắc kẹt ở đây và không thể quay trở lại. Vì vậy chúng ta không thể thấy sự tồn tại của thời gian và không gian khác trong vũ trụ. Nếu con người được tạo ra theo mô phỏng thân thể của sinh mệnh cao duy độ, nếu con người vốn có nguồn gốc ở thời không cao duy độ, thì cơ thể con người nên tồn tại ở các cao duy độ. Nó không chỉ là phần nhục thể của không thời gian ba chiều của chúng ta, nó phải đồng thời tồn tại trong nhiều duy độ. Ở các không gian khác, có các bộ phận khác của cơ thể con người. Cơ thể xác thịt của chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong cơ thể đa chiều của con người. Ngoài ra còn có các bộ phận khác của cơ thể con người ở các duy độ khác, kinh lạc, huyệt đạo, lục phủ ngũ tạng và các cơ chế khác của con người mà Đông y biết đều là ở một không gian khác, không có trong cơ thể vật chất của chúng ta. Nó là cùng một thể với nhục thể này của chúng ta, chỉ là ở duy độ khác nhau. Đông y nhắm vào cơ thể con người ở một không gian khác, chứ không phải nhục thể ở nơi không gian vật chất ba chiều này. Và điều mà Tây y hướng đến là cơ thể vật chất ở không gian ba chiều của chúng ta. Vì vậy, cơ thể con người được Đông y công nhận hoàn toàn khác với cách hiểu về giải phẫu y học hiện đại của Tây y. Cơ cấu nhân thể trong Đông y hoàn toàn khác với giải phẫu của y học phương Tây vì không gian cách xa nhau. Câu chuyện về thần y thời cổ đại. Tôn Tư Mạc là một thần y danh tiếng vào thời nhà Đường và cũng là một bậc cao nhân tu đạo. Ông được tôn là thần y Dược Vương. Từ trẻ, Tôn Tư Mạc học y, có thiên phú, có nhân phẩm, rất được sư phụ đánh giá cao. Sư phụ đã dốc hết sức truyền thụ cho ông và ông đã được chân truyền. Sau khi học thành và xuống núi theo lời chỉ dạy của sư phụ, ông tận tâm trị bệnh cứu người. Nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù ông có những kỹ năng do sư phụ truyền dạy, nhưng hết lần này tới lần khác đều không chữa được bệnh cho người. Đi đâu, ông cũng bị người ta nhục mạ. Tôn Tư Mạc trẻ tuổi buồn bã, quay trở về kể với sư phụ. Sư phụ nói với ông, đừng nản lòng, đợi tới khi đôi dép rơm của con nặng đến 8 cân rưỡi thì thời cơ của con sẽ tới. Vậy là Tôn Tư Mạc lại một lần nữa từ biệt sư phụ mà xuống núi. Một ngày nọ, Tôn Tư Mạc đi qua một cánh đồng lầy lội và đôi dép rơm trên đôi chân của ông bị rách nát. Ông phải dùng cỏ trên mặt đất để bện thêm cho dép của mình. Dép có nhiều rơm buộc vào, vừa to vừa nặng. Đúng lúc này, một đoàn người đưa tang đi qua trước mặt ông. Ông đột nhiên thấy từ trong quan tài có máu chảy ra. Ông vội qua quan sát vết máu rồi nhanh chóng đứng dậy đuổi theo đoàn người. Vừa chạy, ông vừa hét, dừng lại, người vẫn còn cứu được. Vẫn còn cứu được. Nhưng địa phương này lại có một phong tục không được dừng quan tài trên đường đưa đám tang, bởi như vậy là điểm xấu. Vì vậy không ai quan tâm đến lời ông nói. Ông đành phải đi theo nhóm người khiêng quan tài. Ông vừa đi vừa hỏi, đây là một sản phụ khó sinh, đứa trẻ vẫn chưa sinh ra đúng không? Nhưng người này vẫn có thể được cứu. Hãy nhanh chóng đặt quan tài xuống, nếu không sẽ quá muộn. Người nhà của sản phụ nhìn thấy Tôn Tư Mạc đáng tin, họ ngay lập tức đặt quan tài xuống. Tôn Tư Mạc lấy cây kim bạc ra chữa bệnh cho thai phụ trong quan tài. Một lúc sau, người sản phụ từ từ tỉnh dậy. Khi tất cả mọi người đang còn bàng hoàng, họ đã nghe thấy tiếng khóc khác của em bé lọt lòng. Vốn nguyên ban đầu là đám tang của hai sinh linh, chỉ qua một cây kim bạc này lập tức biến thành sự việc đại hỷ, cả hai mẹ con bình an khỏe mạnh. Mọi người thậm chí còn gọi Tôn Tư Mạc là thần y và mời ông về nhà để thịnh tình hậu đãi. Gia đình người sản phụ có lòng tặng ông lễ vật hậu tạ, nhưng ông đã lịch sự từ chối và chỉ nhận một đôi giày mới, bởi vì đôi dép rơm của ông quá nặng, không thể đi vào chân nữa. Lúc này Tôn Tư Mạc đột nhiên nhớ tới lời sư phụ, nên nhờ người nhà sản phụ tìm hộ ông một cái cân. Khi cân đôi dép rơm cũ kỹ đó, đúng vừa vặn nặng 8 cân rưỡi, không hơn không kém. Hóa ra mọi thứ trên đời này thực sự là đã có định số. Kể từ đó, danh tiếng trị bệnh của Tôn Tư Mạc vang danh khắp chốn và còn có rất nhiều sự tích thần kỳ về ông được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.
Theo ghi chép trong Liệt Tiên Toàn Truyện, một lần Tôn Tư Mạc nhìn thấy một con rắn nhỏ bị một cậu bé Mục Đồng đánh bị thương và chảy máu. Tôn Tư Mạc cởi quần áo của mình đưa cho cậu bé Mục Đồng để chuộc con rắn nhỏ. Sau đó ông bôi thuốc và chữa lành cho con rắn nhỏ rồi thả nó trở lại bãi cỏ. Sau hơn 10 ngày sau, Tôn Tư Mạc ra khỏi nhà, gặp một cậu thanh niên thanh tuấn mặc áo trắng cưỡi ngựa qua. Người thanh niên này đã nhảy xuống ngựa, bái tạ Tôn Tư Mạc và nói: "Cảm ơn ngài đã cứu em trai tôi." Cậu nhiệt tình mời Tôn Tư Mạc tới nhà mình làm khách. Tôn Tư Mạc đi theo cậu thanh niên ra tới ngoại ô, chỉ thấy một ngôi nhà lộng lẫy và rực rỡ như của vương gia. Gia chủ mặc trang phục màu đỏ, một nhóm người hầu vẻ mặt tươi cười chào đón họ. Gia chủ cứ liên tục cảm ơn Tôn Tư Mạc và nói: "Cảm tạ đại ân của ngài, nên tôi đã cố ý phái con trai đi mời ngài tới." Gia chủ quay đầu lại và chỉ vào một cậu bé trong trang phục màu xanh và nói: "Cách đây vài ngày, cậu con này của tôi một mình đi chơi và bị một cậu bé chăn cừu đánh bị sự rất hiệu quả. Vì vậy ông đã viết những đơn thuốc này trong Thiên Kim Phương." Tôn Tư Mạc được gọi là bậc thánh y và sống hơn 100 năm. Nhiều người biết rằng ông không chỉ là một bậc y thuật cao minh mà còn tinh thông âm dương và thuật xem bói, có thể đoán trước được tương lai, dự liệu như thần. Có lần Tôn Tư Mạc nói với Cao Trọng Thư rằng ông có tướng quý nhân sẽ làm chức quan thứ sử trong mấy năm. Nếu ngài đến Tế Châu làm thứ sử, tôi có một đứa con trai sẽ làm chức úy quan bên ngài, phụng sự thứ sử. Sẽ có lần nó bất cẩn phạm hình luật, đáng lẽ sử bị đánh bằng gậy. Nhưng ngài nhớ tới lời của ông lão trăm tuổi là tôi hôm nay, hy vọng sẽ miễn hình phạt cho nó. Sau này quả nhiên đúng như Tôn Tư Mạc đã nói, con trai ông vi phạm hình pháp phải bị đánh bằng gậy, y phục cũng đã bị lột ra rồi. Đúng lúc con trai của Tôn Tư Mạc chuẩn bị thụ hình thì Cao Trọng Thư đột nhiên nhớ tới những lời mà Tôn Tư Mạc đã nói năm xưa. Thế là ông lập tức miễn tội cho con trai Tôn Tư Mạc. Lịch sử ghi rằng Tôn Tư Mạc qua đời vào năm Vĩnh Thuần thứ nhất. Trước khi qua đời, ông yêu cầu người nhà giản tiện việc mai táng. Hơn một tháng sau khi chết, dung mạo của ông vẫn không thay đổi, trông vẫn như lúc còn sống. Khi hạ táng, mọi người phát hiện quan tài của ông rất nhẹ, khi mở ra thì bên trong trống rỗng. Khi đó người ta nói rằng không phải ông chết, mà là thi giải, nghĩa là thi thể bị bỏ lại không phải là xác thật mà là vật đổi từ đồ vật. Những người như vậy được coi là đã trở thành đạo sĩ bất tử. Đến thời Bắc Tống, Tô Thức viết bài thơ Đề Tôn Tư Mạc Chân. Bài thơ viết: "Tiên sinh đã đi 500 năm vẫn còn trong núi Tây Nga Mi." Người ta nói rằng Tôn Tư Mạc không chết và ông thường xuyên ngao du trên núi Nga Mi ở Tứ Xuyên. Video đến đây xin được tạm dừng, hy vọng nhận được sự chia sẻ và thảo luận chân thành từ quý vị. Nếu quý vị cảm thấy rằng chương trình đã mang lại những giá trị ý nghĩa, xin hãy dành một phút để bấm like và chia sẻ video của chúng tôi. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.